mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Pháp. Pháp xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một buổi tối thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống ha. Sau khoảng thời gian ghi Pháp không lặn biển ở tại vùng biển quê hương xã Chí Công của Pháp cả nhà, thì ghi Pháp lặn biển ở dưới cảng Phú Hải không thôi, hoặc là dưới La Vi không thôi cả nhà. Thì hôm nay là ngày đầu tiên ở tại quê hương Chí Công của Pháp. Hiện tại đang vào mùa bạch tuộc với lại cá ngựa, mực nang, cá đuối, ngợi được cả nhà. Thì ngày hôm nay Ghi Pháp chạy lên lại vùng biển xã Chí Công, quê hương của Pháp ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cả nhà. Thì hôm nay Ghi Pháp sẽ về lại nơi của Pháp để thả những con hàng đó ha. Ghi Pháp đang thì ở cái điểm cách bờ tầm khoảng 10 hải lý cả nhà. Điểm này thì ở quê hương Chí Công của Pháp gọi là điểm tàu chìm. Điểm này thì xa bờ lắm. Ở quê Pháp thì có 3 cái điểm tàu: tàu trên và tàu dưới, tàu giữa. Thì Ghi Pháp sẽ ra điểm tàu trên cách bờ tầm khoảng 10 hải lý. 10 hải lý thì tương đương cũng 18 km cả nhà. Mới sáng sớm thì trời đã đổ mưa rồi. Giờ này thì mấy anh em cũng đang tập hợp ở ngoài sau này. Giờ này cũng 6 giờ thôi đó. Trời đang mưa cả nhà, nên mấy chú rồi đó, mấy bác nữa đang núp mưa này. Giờ cũng chuẩn bị ăn cơm rồi. Pháp dự đoán thì ngày hôm nay sẽ không có mặt trời luôn. Nay cũng vào chuyển mùa gió mùa đông bắc cả nhà, nên trời ông chuyển mùa mưa không thôi. Khi tới điểm lặn rồi cả nhà, hiện tại thì ghi lặn rất là đông luôn. Giờ này thì cũng vẫn còn mưa này cả nhà, trời thì không có luôn. Nhịp cơ này đi ra đây chuẩn bị nhảy này cả nhà. Hôm nay Ghi Pháp đi 12 anh em, 12 người thợ lặn á. Chuẩn bị nhảy luôn. Khi dậy đi biển thì trời ổng cũng mưa lâm dâm nha cả nhà, nên mưa từ hồi qua tới giờ luôn á. Giờ mà cũng vẫn còn mưa luôn. Hôm nay là ngày đầu tiên Ghi Pháp lặn biển ở tại vùng biển xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ở quê hương của Pháp á cả nhà. Khá là lâu rồi thì mấy anh em Pháp mới là về quê hương Chí Công của Pháp để lặn này. Hy vọng ngày hôm nay mấy anh em Pháp sẽ bắt những con hàng đắt tiền, chẳng hạn như cá ngựa, mực nang, bạch tuộc đồ á. Do buổi sáng thì nước không có mặt trời với lại nhiều mây á cả nhà, nên nước hơi tối, cả nhà mình thông cảm cho Pháp nha. Mới nhảy thì Pháp đã phát hiện có một con mực nang nó nằm rồi nè. Một con mực nang lỡ thôi. Mới nhảy thì Pháp đã may mắn được rồi. Pháp nhảy xuống là Pháp đã thấy nó luôn rồi nè. Con này tầm khoảng 400g thôi. Giới thiệu với cả nhà, đây là em cơ này. Em cơ đang ra ký hiệu với Pháp là có mực nang đó. Em cơ cũng bắt được một con. Đó, em cơ bắt được một con mực nang này. Pháp phát hiện thêm được một con bạch tuộc nữa. Nó nằm nè. Bạch tuộc con này thì rất là to luôn. Ở quê hương Chí Công của Pháp thì đàn Ghi lặn nước sâu á, thì lặn cũng có được 4-5 hôm rồi, nên Ghi Pháp ở tại cảng Phú Hải, thành phố Phan Thiết, chạy về quê hương xã Chí Công của Pháp để lặn. Pháp phát hiện được một con bạch tuộc to nữa luôn. Hôm nay là ngày đầu tiên đi thì giá bạch tuộc Pháp cũng không biết bao nhiêu tiền 1 kg luôn. Chắc Pháp độ thì đâu đó cũng tầm khoảng 100 mấy chục ngàn 1 kg cả nhà. Chỗ này thì Pháp cũng gặp được thêm một con bạch tuộc to nữa. Ui, con này thì nó đã bung ra, nó chạy rồi. Cũng may thì nước trong á, Pháp nhìn tầm xa thì Pháp thấy nó đã nằm lại rồi. Nó nằm chỗ đây nè cả nhà. Pháp chụp được luôn rồi nè. Chỗ này thì Pháp đang gặp có dấu bạch tuộc rồi. Thường thì nó nằm trong cái vỏ sò thái á cả nhà. Mấy cái sỏi liên kiên thì mau có bạch tuộc lắm. Bạch tuộc ngồi điểm khơi này á, con nào con nấy to lắm cả nhà. Từ bờ mà chạy ra ngoài này thì cũng 10 hải lý á, tương đương thì cũng 18 cây số. Nước ngoài này thì cũng rất là sâu luôn, cũng tầm khoảng 10 sải tây cho tới 11 sải tây luôn á cả nhà. Lạng văn này thì quê Pháp gọi là văn gò, nó có gò á, nó lên xuống á cả nhà, nên gọi là văn gò. Chạy tới chỗ này thì Pháp phát hiện ra được thêm 2 con bạch tuộc nữa. Hiện tại thì ghe quê hương Pháp lặn ở đây rất là nhiều luôn, tầm khoảng vài chục chiếc ghe á cả nhà. Ghe nước sâu và ghe đi nước cạn đều có hết. Chỗ đây thì Pháp gặp thêm được một con bạch tuộc rất là to nữa luôn nè. Giới thiệu với cả nhà, đây là bạn Bi này cả nhà. Đây là cách bạn Bi di chuyển và bắt hải sản này. Bạn Bi chỉ mang một chiếc giày thôi. Mới nhảy thì bạn Bi bắt cũng có bạch tuộc, một con cá ngựa này. Đó. Bạn Bi có một nghị lực rất là phi thường. Còn đây là em Lót. Em Lót thì cũng hay đi theo Pháp làm những video lặn chả. Không biết em Lót bắt có hải sản hay không đây. Em Lót đang ra ký hiệu là không có hải sản cả nhà. Em Lót ra ký hiệu là hơi cũng hơi yếu á, hơi nó yếu á. Còn đây là em Lụm nè. Em Lụm thì cũng rất là lâu rồi mới là qua ghe Pháp đi lại đó. Em Lụm thì làm ở đảo Cô Tô rồi. Chạy tới chỗ đây thì Pháp gặp thêm một con bạch tuộc đất. Nó nằm ở trên mặt đất luôn. Bạch tuộc đất với lại bạch tuộc thường thì nó khác nhau nha. Một con cá mó cát này cả nhà. Đó, nó nằm đó. Em Gơ đang chỉ này. Wow, em Gơ chỉ rất là chính xác luôn á cả nhà. Em Gơ chỉ không có trúng nó rồi. Loại cá này thì chiên giòn ăn rất là ngon, với lại nấu canh chua đồ á cả nhà. Một con cá nóc nhím này. Loại cá nóc này mà lớn ăn ngon lắm. Hiện tại thì ở trên ghe đang chạy đi á, nên kéo mấy anh em Pháp lại gần nhau này. Bạn Bi thì đang ở phía trước của Pháp này. Em Gơ thì đang phía sau. Pháp thì đang ở trên cao lắm, tầm khoảng lên tầm khoảng 5 sải tây á. Phía kia cũng có mấy anh em nữa kìa. Khi mà ghi dắt á, kéo mấy anh em Pháp sát lại gần lắm. Pháp gặp được một con sò dương này. Sò dương hiện tại thì quê Pháp giá rất là cao luôn á. Hiện tại là không có sò dương mà bán luôn, vì giờ không có thấy sò dương nữa đâu. Một con này thì cũng 50-60 ngàn con á cả nhà. Còn em đây là em Pháp này cả nhà. Ồ, em Pháp bắt sò dương cũng nhiều này. Đâu đó thì trong vợt cũng được 3-4 con sò dương gì đó, 3 con sò dương á cả nhà. Không biết cả nhà mình biết Pháp đang bắt con gì không? Pháp thì đang bắt một con cá mó cát đó cả nhà. Nó gặp Pháp thì nó chui xuống dưới, thẳng xuống dưới đất luôn. Pháp chưa kịp bấm máy quay cho cả nhà mình xem luôn á. Một con cá mó cát to nữa nè. Ngoài điểm gò, điểm tàu này thì loại cá này nhiều lắm. Qua một con bạch tuộc nó nằm này cả nhà. Nó đang ăn cái con ghẻ đó, nó hút còn xương không thôi. Bạch tuộc thì nãy giờ Pháp bắt con nào con nấy rất là to luôn. Hiện tại thì cũng tầm khoảng 8 giờ mấy rồi. Mưa thì cũng đã tạnh rồi cả nhà. Nên cả nhà mình xem cái màu nước nó khác đi lại ha. Hồi sáng thì mới nhảy thì nó tối lắm. Nay Pháp lặn thì cũng được 2 tiếng đồng hồ quá. Nên trời ẩm cũng hơi sáng lại, nước nó trong nữa. Pháp gặp một con cá mú tiên cảnh này. Loại cá này thì nó đâm rất là độc lắm. Pháp có nghe nói thì loại cá này ăn rất là ngon. Pháp chưa ăn bao giờ luôn. Chạy tới chỗ đây thì Pháp gặp được một con ghẹ dĩ. Ghẹ này thì ăn ngon lắm cả nhà. Nhưng mà hiện tại thì ghẹ nó ốp lắm. Con này thì nó ốp, Pháp không bắt đâu. Để cho nó chắc thịt ăn mới ngon. Pháp đang moi một con cá mó cát nữa cả nhà. Con nào con nấy to lắm. Cá mó cát này thì nó nằm rất là sâu luôn. Nó nằm lúc cánh tay của Pháp luôn á. Nhiều lúc mấy anh em moi xuống á, rất là mỏi tay luôn á. Chạy tới chỗ đây thì Pháp mới là phát hiện ra được một con cá ngựa đầu tiên này. Đó, một con cá ngựa to. Cá ngựa hiện tại thì với Pháp đâu đó giá cũng rất là cao lắm cả nhà. Nó cao hơn hồi lúc luôn á. Trên 7 triệu một ký nha. 7 triệu gần 8 triệu một ký luôn á. Đó, cả nhà mình thấy con cá mó nó chui xuống không? Nó chui xuống cái hang đây nè. Giờ Pháp sẽ đặt máy xong Pháp sẽ dùng hai tay bắt cho nó nhanh nha. Cả nhà mình hình dung là Pháp moi nãy giờ á cũng rất là lâu á ha. Với lại sâu nữa Pháp mới là bắt được nó này. Cá này mà về chiên xù hoặc là nấu canh chua ăn ngon lắm cả nhà. Nướng nữa, cái thịt của nó rất là dai thịt luôn. Một con bạch tuộc nó nằm trong cái vỏ sò mai này. Chạy tới chỗ này thì Pháp gặp thêm một con cá ngựa nữa luôn. Nó chui vào cái dông rêu á. Thường thì nó hay bám vào đó lắm. Mấy cái cây mà nó mọc ở dưới nước á cả nhà. Thì mau có cá ngựa ở. Một con sò điệp bay này cả nhà. Sò điệp bay hiện tại giá của nó cũng cao lắm cả nhà. Trên 100 ngàn một ký nha. Qua Pháp gặp được hai con cá gì đây nè. Pháp cũng không có biết tên luôn. Loại cá này thì Pháp chưa thấy bao giờ. Nên Pháp cũng không có biết tên luôn. Không biết cả nhà mình biết loại cá đây cá gì thì hãy để lại bình luận cho Pháp biết tên nha. chứ thì Pháp mới gặp lần đầu tiên này. Pháp chạy tới chỗ đây thì phát hiện có một con mực nang nó đang nghỉ trang xuống dưới cát á, nhìn thì chẳng thấy đâu luôn ha. Pháp thì cũng đã bắt được nó luôn rồi nè. Mực nang hiện tại thì nó đang có lại á, nó lớn á, nhưng mà mực nang lỡ thôi, tầm khoảng 700–800 gram thôi. Chứ Pháp chưa thấy có con nào mà 1 kg hoặc là 2 kg đâu. Pháp gặp được một con điệp láng này, gọi là điệp bóng á. Qua Pháp đụng vào thì nó bay đi rất là nhanh luôn rồi, nó bay mất tiêu luôn rồi cả nhà, không biết nó có nằm lại không nữa. Nó bay vài chục mét đó cả nhà, nó bay đi vài chục mét luôn. Này nó nằm nè. Loại điệp này thì ăn rất là ngon, cái cục còi của nó to lắm. Nó bay đó cả nhà. Con điệp này nó nhanh nhẹn thật. Ở với Pháp gọi là con điệp bóng hoặc là con điệp láng á. Loại điệp này thì ngày xưa nhiều lắm. Pháp chạy tới chỗ đây thì gặp được một mảnh ghẹ mặt trăng. Và con ghẹ này thì nó đang mang bầu này, nó mang cả một cục trứng rất là to luôn. Pháp sẽ không bắt con ghẹ này đâu, vì nó có trứng để cho nó sinh sản thôi. Chạy tới chỗ đây thì Pháp phát hiện có một con cá ngự gai. Con này thì nó nhỏ nhỏ rất là xinh luôn. Nó gặp Pháp nó chạy ra này cả nhà. Cá ngự nhỏ như thế này thì Pháp không bắt đâu cả nhà, để cho nó lớn thôi. Chứ mà bắt vào thì giá nó cũng dễ lắm. Thương lái vẫn mua nha, nhưng mà rất là dễ. Mới thả con cá ngự nhỏ thôi thì Pháp phát hiện được một con cá ngự rất là to. Nó bám vào cái con nhum này. Đó, cá ngự này thì quê Pháp gọi là cá ngự trâu, cá ngự gai và cá ngự trâu á cả nhà. Pháp phát hiện ra thêm một con sò điệp bay, nó đang nằm mánh nữa nè. Sò điệp bay này á mà cả nhà mình sẽ ra mình nướng mỡ hành ăn ngon lắm, hoặc là mình chỉ ra mình nấu cháo được á cả nhà, ăn rất là ngon luôn. Hiện tại thì giá của nó rất là cao. Phía trước của Pháp có thêm được một con cá ngự nữa luôn nè. Con này thì nó cũng bám vào cái con nhum á. Đó, nó gặp Pháp, Pháp xử bắt thì nó đang bỏ chạy nè. Wow, Pháp gặp một cái hang rất là to luôn nè cả nhà. Cả nhà mình biết cái hang này là cái hang gì không? Đó là hang một cái con tôm tích vàng đó. Loại tôm tích mắc tiền nhất đó cả nhà. Pháp nghĩ con tôm tích này thì rất là to luôn á. Pháp đang cào đất xuống để cho nó chạy lên á. Mình dùng chỉ mình đâm nó nha, chứ mà bắt bằng tay á cả nhà. Ở quê Pháp có nhiều người bắt bằng tay bị nó mổ á, hai cái càng của nó búng á cả nhà, đi giá mười mấy mũi không á cả nhà. Nó mà búng vô một cái coi như là tiếc tới xương luôn á, sâu lắm. Loại tôm tích này rất là nguy hiểm nên Pháp không dám bắt bằng tay đâu. Pháp chỉ dùng cây chỉ, khi nào nó lên thì Pháp chỉ xiên thôi. Con này thì Pháp nghĩ rất là to á, nó to bằng bắp tay của Pháp á cả nhà, mấy trăm gram luôn á. Chắc Pháp không bắt được con tôm tích này đâu. Pháp chạy một hồi thì phát hiện một gốc trà này, cũng khá là lâu rồi, tầm khoảng 3 tháng trời rồi Pháp chưa đi làm những video lặn trà lại cho cả nhà mình xem luôn. Thì sắp tới đây á, khi nào mà gió mùa đông bắc về thì nước trong á, Pháp sẽ làm những video lặn trà chỉ mực nang cho cả nhà mình xem ha. Thì Pháp cũng đặt 10 cái bẫy bóng mực để quánh xuống gốc trà để bắt những con mực lá, mực nang. Pháp sẽ làm những chủ đề về gốc trà để bắt mực cho cả nhà mình xem ha. Hiện tại thì cũng chưa có tới mùa, thì Pháp nghĩ tầm khoảng mười mấy hôm nữa thôi. Đầu tháng 9 thì gió mùa đông bắc đã về rồi. Và Pháp phát hiện có một con cá bò diếp nè, nó đã chạy đi rồi. Đây là chú Bảy này cả nhà. Chú Bảy là người thợ lặn cũng lớn tuổi ở quê, ở ghi Pháp á. Còn phía đây là chú Ba. Giờ Pháp sẽ chạy xuống cái sọt đá đây xem thử có cá mú hoặc là cá trình, mực nang gì hay không ha. Mùa này thì cá li thi rất là nhiều luôn nè. Đây là những con cá li thi á cả nhà. Pháp thì cũng chưa thấy những con cá chỉ vàng đâu. Lâu lâu thì lặn xuống gốc trà lại, thấy rất là thích luôn. Wow, Pháp phát hiện ra một đàn mực lá cả nhà. Ó, tầm khoảng 6-7 con nào con nấy to không thôi. Nhưng mà mình không có chỉ được nó đâu, nó rất là nhanh nhẹn nha. Cũng có mấy con cá bò nó đang đu với sợi dây tu lá dừa này. Cũng gần hết mùa rồi nên tàu lá dừa nó rụng đi rất là nhiều luôn. Mấy con cá li thi nhiều luôn nè. Giờ Pháp sẽ chỉ con cá bò nha. Đó, nó nằm đó cả nhà. Đây rồi, Pháp cũng đã chỉ được luôn nè. Ui, phía trên còn một đàn luôn. Pháp chỉ được một con thôi. Cá bò này mà về ướp với bạc nướng hoặc là nấu canh chua ăn ngon lắm. Pháp thì quằn gốc trà nãy giờ không có mực nang đồ á, thì Pháp chỉ chạy đi bắt hải sản thôi. Chạy tới chỗ đây thì Pháp phát hiện có một con bạch tuộc nó đang ấp trứng. Nó ở trong cái vỏ sò thái đây nè cả nhà. Pháp sẽ không có làm phiền nó đâu. Giờ mình sẽ chôn nó lại xuống đất để cho nó sinh sản thôi. Chạy ra phía ngoài này thì Pháp phát hiện có một con tám mó rất là to luôn. Nó đã chui xuống rồi. Giờ Pháp sẽ moi xuống để bắt con cá mó nha. Đây nè cả nhà, một hồi thì Pháp cũng đã nắm được nó lên rồi nè. Một con cá mó cát đó. Mấy anh em Pháp thì bắt lên chia mỗi anh em người một mớ vài con về nhà nấu ăn ha. Pháp gặp thêm một con bạch tuộc này, nó nằm ở dưới trong cái vỏ sò này cả nhà. Và con bạch tuộc đây thì nó cũng đã ấp trứng rồi, nó mới nở trứng thôi. Pháp sẽ chôn xuống lại thôi. Và Pháp gặp một con mực nang cũng rất là to này cả nhà. Đó, nó nằm rồi. Pháp thì cũng đã chỉ một phát là ngay việc nó luôn. Lâu lâu thì đi chỉ mực nang lại rất là đã lắm cả nhà. Đó, Pháp chỉ được luôn. Mực nang này mà làm sạch bắt đầu khứ. Một là ướp sa tới, hai nữa là mình ướp muối ớt á, nướng ăn ngon lắm. Pháp thì nhà Pháp thường hay làm mua thịt bò về á, giờ mình ướp gia vị, sắc mực nang vào, bỏ lên bếp chiên xong cuốn bánh tráng ăn ngon lắm. Rau dưa cuốn bánh tráng ăn rất là ngon luôn. Pháp chạy tới chỗ đây thì phát hiện có thêm được một con mực nang nữa luôn. Đó, nó nằm đó cả nhà. Đó, có thể thấy thì chỉ mực nang rất là dễ ha. Chỉ cần mình để cây chỉ sát vào thì mình chỉ được nó thôi. Còn mấy con mực nang mà nó lừng đi á cả nhà, có nghĩa là nó nhô lên á, khi nó gặp mình nó đã bị đậm á, thì mình sẽ quạt lên trên cao. Mình quạt lên trên lại thì nó không có thấy mình đâu, rồi mình mới chỉ được nó. Còn mấy con mực nang mà nó nằm như thế này thì 100% là chỉ được hết luôn á cả nhà, là bắt được hết 100% luôn. Pháp quanh quẩn thì cũng được hai con mực nang đó. Giới thiệu với cả nhà, đây là chú Thắc này. Chú Thắc đang ra ký hiệu với Pháp là gặp một gốc trà mà chỉ được một giọt mực nang luôn này. Đó. Wow, chú Thắc chỉ mực nang rất là nhiều luôn. Với lại bắt có cá ngự nữa. Đó. Chú năm nay thì cũng 56 tuổi rồi cả nhà. 56, 57 tuổi rồi. Mà vẫn còn đi lặn biển cùng với mấy anh em Pháp luôn ha. Chạy ra chỗ này thì Pháp gặp được một con bạch tuộc, nó lủi xuống cát nè. Chạy tới chỗ đây thì Pháp gặp thêm được một con cá ngựa nữa luôn. Hôm nay thì Pháp bắt cá ngựa rất là ít luôn, được có vài con thôi. Giới thiệu với cả nhà, đây là anh Hai này. Anh Hai là một người thợ lặn có thập niên lâu đời ở quê Pháp luôn. Wow, anh Hai bắt một con cá ngựa vàng rất là đẹp luôn. Đó, anh Hai á, anh Hai thập niên thợ lặn thập niên lâu đời ở ghe của Pháp. Đi mà từ lúc mà Pháp chưa có biết lặn á, Pháp mới đi con em thôi. Anh Hai đang chào cả nhà này. Anh Hai ra ký hiệu là được 5 con cá ngựa luôn. Mới nói chuyện với anh Hai thì Pháp chạy ra đây phát hiện một con cá ngựa nó nằm vào những cái con nhum này. Con cá ngựa trâu. Phía trước của Pháp có một con bạch tuộc này. Nó gặp Pháp thì nó đã chui xuống rồi. Con bạch tuộc này thì to chà bá luôn. Đó. Loại này mà tầm khoảng 10 con thôi là được 1 kg rồi. Con này rất là to luôn á cả nhà. Pháp phát hiện thêm được một con cá ngựa nữa luôn. Một con cá ngựa trâu nữa. Nó gặp Pháp thì nó mép vào cái vỏ sọ á cả nhà. Cá ngựa thì nó rất là khôn lắm. Khi mà nó gặp người thì nó sẽ mép sát dưới đất luôn, nhiều khi nó ngụy trang mà mình không thấy luôn. Chỗ này thì Pháp phát hiện có một con bạch tuộc. Nó nằm trong cái vỏ sò thái rất là to luôn nè. Con bạch tuộc này thì Pháp thấy nó đang ấp trứng luôn á. Pháp sẽ không bắt những con bạch tuộc có trứng đâu. Một con ốc tỏi nè. Con ốc tỏi này thì nó có đang bò đi á cả nhà. Ốc tỏi hiện tại giá của nó rất là cao luôn. Wow, một con bạch tuộc nó gặp Pháp nó bỏ chạy nè. Đó, nó nằm nè. Không biết thì Pháp tới nó có bỏ chạy hay không đây. Rồi, nó chạy vô người của Pháp lại. Nó chạy vô cái chân của Pháp lại, Pháp bắt được rồi nè. Wow, em Cơ bắt một vợt mực nang luôn. Được một vợt luôn nè. Wow, em Cơ bắt cả một vợt luôn. Ui, mực nang không thôi. Hiện tại thì trên ghe cũng đã đổ chai dầu chuối vào cái hơi á. Nên mấy anh em Pháp tụ tập lại chạy về dây đá này. Chú Bảy này, em Lót này, em Gơ này và em Pháp này đang có chạy về dây đá đó. Pháp thì cũng đã tới dây đá rồi. Có mấy anh em thì đang giảm ép đó. Mấy anh em đang giảm ép ở sợi dây đá đó cả nhà. Nước thì rất là trong luôn. Nhìn lên là thấy chiếc ghe của Pháp rồi. giới thiệu với cả nhà, đây là bạn Phong này. Bạn Phong đi ghi Pháp cũng hơn một tháng rồi cả nhà. Bạn Bi thì đang đu trên sợi dây đá, chào cả nhà đó. Nước rất là sâu nên mấy anh em Pháp về dây đá giảm ép rất là kỹ để cho nó khỏi nhức tay nhức chân nữa cả nhà. Pháp xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã xem video ủng hộ Pháp nha. Hôm nay thả ngày đầu tiên thì nói chung cũng hơi ít đó cả nhà. Nói chung thả dùm, thả mực với lại cá ngựa thì có bơ dành, có ca. Hôm nay làm được 3 ca mà sò thì cũng ít lắm, chỉ có nhờ mợ nang với lại bạch tuộc, cá ngựa rồi thôi. Bạch tuộc hôm nay thì cũng được một xô máy á cả nhà. Đây nè, bạch tuộc to không thôi, cũng được một xô máy đó. Bạch tuộc hấp tỏi sò mai này thì dài 3 kg thôi. Bờ nang thì cũng được một xô, mợ nang một xô này. Nói chung thả nó có ca cả nhà. Cá thì mấy anh em bắt cũng bán luôn, cũng được nửa xô cá mó này. Cá ngựa thì hôm nay cũng được vài chục con á cả nhà, vài chục con cá ngựa. Tầm khoảng hơn nửa ký cá ngựa. Đây, mấy cá ngựa vàng đẹp ha, ngựa vàng đẹp ha. Vài chục con cá ngựa to mà.